fan Trung phản ứng thế nào về MV mới của Chi Pu? Được biết rất nhiều fan Trung đã vượt tường lửa và để lại nhiều bình luận dưới MV của Chi Pu. Tối 23 tháng 5, Chi Pu trở lại đường đua âm nhạc với hai phiên bản tiếng Việt Trung cho ca khúc Finding You. MV quay cùng Phàn Trị Hân, nam diễn viên triển vọng chung công ty với Địch Lệ Nhiệt Ba, thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng ngay khi ra mắt. Nội dung của MV là câu chuyện tình yêu diễn ra trên con tàu định mệnh. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm và say mê nhau chỉ trong một ngày. Nhưng chớ trêu thay, số phận sắp đặt con tàu sẽ không thể cập bến, mặc cho tình yêu của họ ra sao. Với chiếc đồng hồ có khả năng quay ngược thời gian, cô gái luôn cố gắng trở lại ngày yêu đó, tiếp cận chàng trai theo một cách khác, cùng anh tạo nên nhiều kỷ niệm khác, chỉ để khẳng định rằng đó không phải là ngày đầu tiên hay là ngày cuối cùng họ được yêu nhau. Những cảnh quay chung của Chi Pu và Phàn Trị Hân khiến fan khen ngợi không ngớt vì gấp đôi visual. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá MV chỉ đáp ứng được yếu tố đẹp, câu chuyện được kể không có gì đặc biệt, thậm chí còn khá cũ kỹ khiến nhiều khán giả cho rằng đây là MV xến nhất từ trước đến nay của Chi Pu. Finding You đặc biệt không chỉ vì dự án comeback quy mô đầu tiên của Chi Pu sau một năm 2023 tập trung cho hành trình đạp gió rẽ sóng, mà còn vì đây là sản phẩm debut đầu tiên của cá nhân Chi Pu tại Trung Quốc. Bên cạnh phiên bản tiếng Việt, Chi Pu cũng đã phát hành song song phiên bản tiếng Trung cho thị trường tỷ dân để đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của các fan hâm mộ trong suốt một năm vừa qua. Quá trình thu âm bản tiếng Trung ở Trung Quốc, Chi Pu làm việc trực tiếp với vocal producer Trung Quốc để chỉnh sửa, nắn nót phát âm sao cho chuẩn. Tuy gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ và nền tảng làm việc, Chi Pu vẫn nỗ lực hoàn thành trọn vẹn mọi công việc. Đơn vị quản lý của Chi Pu tại Trung Quốc là Rai Entertainment cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong giai đoạn này. Phiên bản tiếng Trung của MV Finding You cũng được đăng tải trên kênh YouTube Rai Entertainment, công ty chủ quản của Chi Pu khi hoạt động tại Trung Quốc. Rất nhiều fan Trung Quốc đã vượt tường lửa để vào YouTube ủng hộ MV mới của cô nàng. Fan Trung ca ngợi về nhan sắc, tài năng của Chi Pu, đặc biệt là những bình luận ngạc nhiên về cách Chi Pu hát tiếng Trung ngày càng hay. Thậm chí có không ít ý kiến cho rằng Chi Pu hát tiếng Trung cho ca khúc lần này hay và hợp hơn cả phiên bản tiếng Việt. Đây là ca khúc Trung Quốc đầu tiên của Chi Pu, hãy ủng hộ cô ấy nhé, người hâm mộ Trung Quốc yêu bạn. Nghe hay quá, cách phát âm tiếng Trung của Chi Pu không khác gì chúng ta, thật tuyệt vời, tôi sẽ thử nhiều bài hát tiếng Trung hơn trong tương lai. Mình thấy bản Trung nghe hay hơn, duyên dáng và quyến rũ hơn, nhưng không thể phủ nhận bản Việt không hay. Bản Việt cũng hay, nhưng mình thấy bản Trung hay hơn. Còn phần tiếng Anh, phần rap hay quá, mình thích lắm và ủng hộ Chi Pu nhé. Màu sắc và nhân vật chính của MV rất hấp dẫn, lời bài hát được viết tốt, tiếng Trung không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, nhưng bạn hát tiếng Trung rất hay, tôi rất thích MV của bạn và sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, fan cũng đứng ngồi không yên với những cảnh tình tứ của Chi Pu với Phàn Trị Hân. Nhan sắc của Chi Pu và Phàn Trị Hân đều thuộc hàng cực phẩm ở hai quốc gia, thế nên khi đứng cạnh nhau, cả hai được nhận xét là vô cùng đẹp đôi và tương xứng với nhau. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng đã tích cực đẩy thuyền Chi Pu và Phàn Trị Hân. Biết đâu sau cú bắt tay trong lần hợp tác này, showbiz sẽ có thêm một cặp đôi mới thì sao? Còn các bạn nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé!